năm thứ được xem là bùa hộ mệnh của người bị mỡ máu cao. Ăn đúng cũng là cách chữa bệnh. Bệnh mỡ máu cao hiện đang càng ngày càng trở nên phổ biến. Nếu bạn biết cách ăn uống đúng, không những có thể phòng bệnh mà còn có thể loại bỏ nhiều căn bệnh liên quan. Bệnh mỡ máu hiện được xem là một trong ba bệnh nguy hiểm trong nhóm tam cao, bên cạnh tiểu đường và huyết áp, là nguyên nhân gián tiếp thúc đẩy quá trình phát triển bệnh tim mạch, dẫn đến tỷ lệ tử vong càng ngày càng tăng. Theo các chuyên gia, mỡ trong máu không phải là một loại mỡ duy nhất, mà là tên gọi chung cho các loại mỡ tồn tại trong huyết dịch. Đa số chúng ta đều có sự hiểu biết rất hạn chế về mỡ máu, nhưng bệnh mỡ máu cao lại rất phổ biến trong cộng đồng, với tỷ lệ mắc bệnh đáng báo động. Vậy nếu chẳng may mắc phải bệnh mỡ máu cao, hàng ngày nên chú ý ăn uống thế nào để hạn chế bệnh phát triển? Những thực phẩm nào thực sự có tác dụng làm tiêu mỡ máu? Sau đây là 5 loại thực phẩm quan trọng nhất được xem là bùa hộ mệnh phòng tránh mỡ máu cao mà bạn có thể tham khảo. 1. Lạc hay đậu phộng. Lạc là thực phẩm chứa một số lượng lớn chất protein thực vật, chất béo trong đậu phộng cũng thuộc về các axit béo không no, steroid, rất giàu vitamin E. Những chất này có thể mang lại tác dụng làm giảm hàm lượng cholesterol trong máu, làm cho tiểu cầu trong máu ít có khả năng lắng đọng trên thành mạch máu, tăng độ đàn hồi của các mao mạch, đồng thời cải thiện chức năng đông máu. Ngoài ra, lạc không chỉ có hiệu quả đối với việc điều chỉnh nồng độ mỡ máu cao, mà còn có các tác dụng khác như tốt cho trí nhớ, duy trì sức khỏe não và chống oxy hóa, là những thực phẩm rất có lợi cho bệnh nhân có bệnh mỡ máu cao và người tiêu dùng nói chung. 2. Đậu xanh. Chúng ta thường nghe nói nhiều nhất đến tác dụng giải độc của đậu xanh hoặc giúp hỗ trợ xử lý trong trường hợp bị cảm nắng, sốc nhiệt. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy đậu xanh có nhiều tác dụng vô cùng quan trọng đối với những người mắc bệnh mỡ máu cao. Đậu xanh có thể làm giảm số lượng cholesterol trên cơ thể, triglyceride và lipoprotein tỷ trọng thấp. Thống kê cho thấy, nếu tiêu thụ 50g đậu xanh mỗi ngày sẽ làm cho tốc độ suy giảm hàm lượng cholesterol trong huyết thanh tới 70%. Có thể thấy rằng đậu xanh là một loại thực phẩm rất hiệu quả để giảm lipid ở những bệnh nhân có chỉ số mỡ máu cao. 3. Tỏi. Tác dụng loại bỏ mỡ máu của tỏi chủ yếu phụ thuộc vào thành phần chứa hơi cay trong tỏi. Những chất này có thể làm giảm nồng độ cholesterol một cách hiệu quả, đồng thời có thể giúp làm tăng mật độ lipoprotein. Ngoài ra, tỏi còn có nhiều tác dụng khác như phòng ngừa bệnh tim mạch, xơ cứng động mạch và phòng chống ung thư. Do đó, đây không chỉ là thực phẩm tốt dành cho những bệnh nhân mắc bệnh mỡ máu cao, mà còn là gia vị tốt dành cho những người bình thường hoặc có các bệnh khác. 4. Hành tây. Hành tây có chứa chất prostaglandin loại A và các chất khác có thể mang lại tác dụng làm giãn mạch máu hiệu quả, thúc đẩy sự trao đổi chất của muối natri, ngăn ngừa xơ cứng động mạch, giảm mỡ máu. Bệnh nhân mắc bệnh mỡ máu cao nên duy trì thói quen thường xuyên ăn hành tây, không chỉ có thể làm giảm đáng kể nồng độ chất béo trong mạch máu mà còn ngăn ngừa sự chuyển hóa lipid bất thường. Đây là cách làm giảm mỡ máu từ gốc rễ, cách căn bản nhất để phòng ngừa sự hình thành mỡ máu. 5. Dưa chuột. Dưa chuột không chỉ là thực phẩm có tác dụng hiệu quả trong việc duy trì sắc đẹp mà còn có tác dụng làm giảm sự hấp thụ cholesterol của cơ thể. Điều này có được là nhờ một lượng lớn cellulo trong dưa chuột có thể ức chế carbon hydrate chuyển thành chất béo trong quá trình chuyển hóa dinh dưỡng. Nhờ vậy mà loại trái cây này đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh sự trao đổi chất lipid. Bệnh nhân bị cholesterol cao nên ăn mỗi ngày một quả dưa chuột. Đây là cách tuyệt vời để ngăn ngừa mỡ máu. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage Kiến thức khoa học về sức khỏe.